Ngày 16 tháng 12 năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái đã ban hành nghị quyết số 06 NQTU về tăng cường công tác lãnh đạo về quy hoạch đất đai, xây dựng và giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố đến năm 2025. Mục tiêu nhằm tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp và nhân dân về vai trò và trách nhiệm trong tuân thủ quy hoạch quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, xây dựng. Để nghị quyết 06 sớm bắt nhịp vào thực tế, Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái tiếp tục ban hành chỉ thị số 08 ngày 2 tháng 2 năm 2022 về việc tập trung lãnh đạo giải quyết dứt điểm các tồn tại về đất đai trên địa bàn thành phố Móng Cái. Từ chỉ thị này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã xác định và phân loại 7 nhóm tồn tại vướng mắc về đất đai đã tồn tại nhiều năm để tập trung giải quyết dứt điểm. Năm 1998, phường Ninh Dương được thành lập nhưng chưa đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh bổ sung bảng giá đất cho phường. Đến năm 2003, Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái đã ban hành quyết định về việc quy định giá đất ở và hạn mức đất ở tại các vị trí đất trên địa bàn phường Ninh Dương để thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Trong giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2006, Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái đã cấp 1.322 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không đúng với quy định về giá đất và vượt hạn mức theo quy định. Thực tế nguyện vọng thì gia đình muốn chuyển đổi từ sổ đỏ sang sổ hồng. Nhưng mà trong quá trình chuyển đổi thủ tục thì cũng đã làm được 2 năm rồi. Thì cũng chưa được cấp chuyển, cấp đổi. Nguyện vọng gia đình cũng muốn thành phố cũng như tỉnh quan tâm xem xét như thế nào đó để cho dân chuyển đổi sổ đỏ sang sổ hồng để cho nó hợp theo quy định của nhà nước. Để giải quyết 1.322 hồ sơ trên địa bàn phường Ninh Dương thì qua kiểm tra rà soát trong đó có 300 hồ sơ đã được giải quyết và hiện tại còn 1.022 hồ sơ Ủy ban Nhân thành phố đã báo cáo tỉnh giải quyết. Trong đó có hai vướng mắc chính: một là vướng mắc về vật hạn mức đất ở, hai là vướng mắc về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính. Gần 20 năm đến định cư tại khu 9, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, theo dự án di dân của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327. Nhưng đến nay, gia đình ông Đặng Tất Năm, khu 9, phường Hải Hòa, cùng hàng trăm hộ dân tại khu chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Nhiều năm nay, người dân trong khu đã kiến nghị tới các cấp chính quyền để mong được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo quyền lợi để người dân ổn định cuộc sống. Với chính sách của Đảng và Nhà nước, với cái dân kinh tế mới thì chúng tôi cũng thấy là chúng tôi được nhiều cái quyền lợi ưu tiên. Nhưng mà thực chất đến bây giờ thì mình ở bây giờ cái quyền giấy chứng nhận sử dụng đất thì nhân dân chưa có. Nói chung là bà con nhân dân cũng có cái là đề nghị các cơ quan chức năng là nên quan tâm giải quyết cho bà con để cho bà con ổn định bám trụ và nói chung là yên tâm trên cái mảnh đất, xây dựng cái mảnh đất biên giới này. Để giải quyết những tồn tại vướng mắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân khu 9, phường Hải Hòa, Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái đã có nhiều văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để xin ý kiến chỉ đạo và hướng dẫn giải quyết. Cũng giống như các hộ dân khu 9, phường Hải Hòa, gần 20 năm nay, hàng trăm hộ dân khu Thoi Phi, thôn Bắc, xã Vạn Ninh vẫn mong mỏi được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để ổn định cuộc sống. Trong đó có 102 hộ dân đã ra khu vực này sinh cơ lập nghiệp theo chương trình di dân nội vùng của thành phố Móng Cái. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân ở đây liên tục gặp vướng mắc, bất cập nên đến nay các hộ dân vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Để giải quyết tồn đọng này, xã Vạn Ninh và các phòng ban chức năng của thành phố Móng Cái đã rà soát niêm yết công khai các hộ đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến nay đã hướng dẫn cho 67 hộ dân đủ điều kiện lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo kết quả rà soát 3 loại rừng của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố Móng Cái đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đề án giao đất, giao rừng gắn với giao đất, thuê đất cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố. Thực hiện giao rừng, cho thuê rừng gắn liền với giao đất, cho thuê đất tại 4 xã Hải Sơn, Bắc Sơn, Vĩnh Trung, Vĩnh Thực với diện tích trên 1.852 hectare. Thực hiện đề án này,
thành phố Móng Cái phấn đấu trong năm 2019 hoàn thiện công tác giao đất, giao rừng tại thực địa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mục đích lâm nghiệp cho các hộ gia đình và cộng đồng dân cư thôn bản trên địa bàn các xã Bắc Sơn và xã Hải Sơn với tổng diện tích 1.051,85 ha. Đến năm 2020, sẽ hoàn thành công tác giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các hộ gia đình trên địa bàn các xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thực với tổng diện tích 800,59 ha, hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ giao rừng, thuê rừng gắn với giao đất, thuê đất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tiến độ thực hiện dự án vẫn dậm chân tại chỗ. Mặc dù 4 xã Hải Sơn, Bắc Sơn, Vĩnh Trung, Vĩnh Thực đã tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn, khảo sát, đo đạc, lập phương án giao đất, giao rừng cho thuê đất theo đề án. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về cơ chế chính sách, song thành phố Móng Cái cũng chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm việc cấp trùng 6 ô đất tại hai phường Hải Yên và Trà Cổ theo hướng. Đối với các hộ đã được giao đất, hiện nay đã xây dựng nhà và sinh sống ổn định sẽ cho phép tiếp tục thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với thửa đất. Đối với các hộ đã có quyết định giao đất, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa được giao đất ngoài thực địa, thành phố Móng Cái sẽ tìm quỹ đất sạch để vận dụng cơ chế đền bù bằng ô đất khác cho người sử dụng đất, đảm bảo tương đồng về diện tích và mức giá. Về giải pháp thì một mặt thì chúng tôi đã thông tin tuyên truyền cho người dân biết là cái việc là thành phố đã xác định được các cái ô trùng, và thứ hai là cũng đã bàn một số các cái giải pháp để thời gian tới để thực hiện đảm bảo các cái quy định pháp luật. Thì về trên địa bàn thì có 6 hộ, thì một hộ thì trùng thì đã hiện nay đã xây nhà, thế còn 5 hộ là chưa xây nhà. Thế thì quan điểm thì thành phố cũng đã báo cáo thành ủy và xin chủ trương là cho phép ủy ban thành phố là sẽ tìm các cái quỹ đất tương đồng để sau này sẽ giao cho các cái hộ dân ở trên địa bàn thành phố. Thế còn về mặt nghĩa vụ tài chính thì hiện nay đang bàn để xác định các cái nghĩa vụ của người dân đối với cái việc giao đất tới này theo các cái quy định của pháp luật. Để giải quyết dứt điểm những tồn đọng về đất đai trên địa bàn, thành phố Móng Cái đã chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương tích cực phối hợp, rà soát, giải quyết những vướng mắc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo quy định. Theo đó, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Móng Cái đã chủ động xây dựng kế hoạch, cử cán bộ nghiệp vụ xuống địa bàn để phối hợp với các xã, phường, đơn vị tư vấn, cung cấp các mẫu hồ sơ cho các xã, phường, hướng dẫn tổ chức kê khai, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trong thời gian vừa qua cũng đã phối hợp nhịp nhàng đối với các đơn vị như là xã, phường, phòng tài nguyên môi trường, trung tâm phát triển quỹ đất và trung tâm hành chính công, và hướng tới mục tiêu là giảm thiểu cái số ngày giải quyết thủ tục hành chính. Và thực tế trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã ngồi với nhau rất là nhiều cuộc để có thể là rút ngắn cái số ngày giảm thiểu, có thể rút ngắn được tầm 10 đến 20 ngày để giải quyết một cái thủ tục hồ sơ. Việc giải quyết dứt điểm những tồn đọng về đất đai trong thời gian qua có phần quan trọng để thành phố Móng Cái tập trung thực hiện hiệu quả công tác lãnh đạo về quy hoạch, đất đai, xây dựng và giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố đến năm 2025. Thành phố Móng Cái xác định việc lập quy hoạch phải đi trước trên nguyên tắc kết hợp hài hòa giữa cái mới với tôn trọng lịch sử, giữ tối đa khu dân cư hiện hữu, hạn chế tới mức thấp nhất việc ảnh hưởng tới đời sống của người dân, và họ phải được hưởng thụ những hạ tầng kỹ thuật hiện đại. Việc lập quy hoạch chi tiết 1 trên 500 các khu dân cư hiện hữu liền kề, đồng thời với việc lập quy hoạch chi tiết 1 trên 500 các dự án liên quan, bố trí vốn từ ngân sách, huy động xã hội hóa, lựa chọn tư vấn có năng lực, kinh nghiệm, đẩy nhanh tiến độ triển khai lập, điều chỉnh các quy hoạch phân khu, tập trung ưu tiên lập các quy hoạch phân khu thuộc khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, làm cơ sở triển khai các quy hoạch chi tiết các dự án phát triển kinh tế xã hội thành phố Móng Cái. Với cái chức năng nhiệm vụ của phòng quản lý đô thị thì đang tích cực rà soát phối hợp với các xã phường, các phòng, các đơn vị phòng ban liên quan thì là thực hiện cái việc rà soát, tổng hợp, tham mưu báo cáo cho thành phố, kịp thời báo cáo tỉnh xem xét giải quyết đối với các cái dự án mà chậm tiến độ, và kiên quyết đề xuất xử lý đối với các cái dự án mà chậm tiến độ vi phạm pháp luật
hoặc là thu hồi đối với các dự án mà không đủ điều kiện. Đặc biệt, thành phố Móng Cái triển khai kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đảm bảo quy định của pháp luật, chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố, dành quỹ đất để kêu gọi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, quỹ đất tái định cư để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, quản lý chặt chẽ các mỏ đất, vật liệu san nền phục vụ thi công các dự án trọng điểm, dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép. Với phương châm, cái gì có lợi cho dân thì làm, cái gì có hại cho dân thì tránh, mọi quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân phải đảm bảo theo quy định của pháp luật. Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư được thành phố quán triệt thực hiện quan điểm bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, công bằng và đúng quy định của pháp luật, gắn kết giữa giải phóng mặt bằng, tái định cư, giao đất có thu tiền, bảo đảm ổn định cuộc sống của nhân dân với xây dựng phát triển đô thị thông minh, hiện đại. Thì ngay từ đầu năm, thì Trung tâm Phát triển Quỹ đất cũng đã xác định các cái nhiệm vụ chuyên môn, trong đó bám sát tinh thần chỉ đạo nghị quyết 06 và chỉ thị 08 của Ban Thường vụ Thành ủy. Qua đó thì chúng tôi đã thực hiện thuận lợi cho 19 dự án bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn, trong đó để có 13 dự án chuyển tiếp và 6 dự án mới. Và đối với 6 dự án mới trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng tập trung thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với dự án đường quốc lộ 18C, dự án trạm quan sát liên ngành cầu Bắc Luân 2. Và đến nay báo cáo các đồng chí là về cơ bản là các dự án thì đã đáp ứng được tiến độ theo cái kế hoạch đề ra. Thành phố Móng Cái cũng tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư, phản ánh, khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo, tranh chấp của cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đảm bảo quyền và lợi ích của cá nhân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Hàng năm, thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác quy hoạch đất đai, xây dựng để kịp thời xử lý những sai phạm theo quy định, phấn đấu giải quyết xong các vi phạm trước khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Thành ủy Móng Cái cũng ban hành công văn 670/CVTU về việc siết chặt công tác quản lý đất đai và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố. Trong đó, chỉ đạo giám sát chặt chẽ các dự án hạ tầng đang thi công, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, giảm thiểu thấp nhất ảnh hưởng tới đời sống và sinh hoạt của nhân dân. Sau khi mà có nghị quyết và chỉ thị, thì có thể nói là chúng tôi đã tập trung vào rất nhiều các cái nhóm giải pháp. Trong đó tập trung vào 4 nhóm giải pháp cơ bản nhất. Thứ nhất là huy động cả hệ thống chính trị vào để thực hiện cái nhiệm vụ rà soát, đánh giá tổng thể về công tác quản lý đất đai, cũng như là việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chúng tôi đã giao trách nhiệm cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các xã phường phải bằng mọi biện pháp để quản lý thật chặt về đất đai, rà soát toàn bộ các cái dự án mà đang nghiên cứu quy hoạch, các cái dự án chậm tiến độ mà đã có giao đất, đã thuê đất, đôn đốc các chủ đầu tư để thực hiện thật tốt cái nghĩa vụ của mình, đặc biệt là nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, chống thất thoát ngân sách, chống tham nhũng tiêu cực về lĩnh vực đất đai. Chúng tôi tập trung vào nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, làm sao để mà giải quyết nhanh nhất, đúng theo quy định của pháp luật, để thực hiện cái nhiệm vụ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, đảm bảo cái tâm tư nguyện vọng của người dân để thực hiện theo cái yêu cầu trong sự phát triển kinh tế xã hội cũng như đảm bảo quốc phòng an ninh. Việc tăng cường công tác lãnh đạo về quy hoạch đất đai, xây dựng và giải phóng mặt bằng trên địa bàn đã tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp và nhân dân thành phố Móng Cái. Với kết quả đã đạt được thời gian qua, vai trò và trách nhiệm trong tuân thủ quy hoạch quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai đã được nâng lên một bước, góp phần sử dụng tài nguyên đất đai một cách hiệu quả, bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân thành phố Móng Cái.
những quyết tâm và hành động quyết liệt của thành phố Móng Cái thời gian qua đã khắc phục được nhiều tồn tại trước đây, tạo nền tảng thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm cuộc sống cho nhân dân. Thành công bước đầu này sẽ tiếp tục được Móng Cái đẩy mạnh bằng các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động để năm 2022 và những năm tiếp theo, Móng Cái thực sự là điểm nhấn, là trọng điểm thu hút đầu tư và phát triển theo đề án phát triển kinh tế xã hội nhanh, vững chắc của tỉnh Quảng Ninh.